Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Hiện tại thì chúng tôi đang ở Nam Định các bạn nhé, ở Nam Định. Chúng ta di chuyển xuống thị trấn Quất Lâm để phục vụ một khách hàng ở xây căn biệt thự vườn ở Quất Lâm các bạn nhé. Đây là chúng tôi đang đến cổng chào của huyện Hải Hậu Nam Định các bạn. Hải Hậu Nam Định kính chào quý khách. Và những bạn nào mà ở Hải Hậu, Nam Định, Quất Lâm, Nam Định mà cần tư vấn thiết kế nhà hãy liên hệ ngay với đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green theo số hotline 0386325566. Và trong mỗi một hành trình thì đơn vị chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn các cái cung đường mà đơn vị chúng tôi đã di chuyển các bạn nhé. Rồi, chúc các bạn nhiều thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Tuân. Hiện tại đơn vị tôi đang ở Nam Định để khảo sát hiện trạng đất của công trình chỗ nhà anh Hiền các bạn nhé. 10m à. Rồi bây giờ tiếp tục anh Thanh, anh đứng ở đấy anh đo từ cái cạnh kia về đến cái bức tường ấy. Để sau đó mình trừ cái cạnh. Đâu, anh mua chỗ này thôi để làm ngõ. À, đòi em đến cái cạnh kia, đến cái cạnh góc nhà ấy. Ừ, em đo cái cạnh đấy, cạnh trong á, đó cạnh trong nó hết bao nhiêu. Bao nhiêu? 10m à? Thế đo đến cạnh này, kéo đến cạnh này để đo hết đi. Bao nhiêu? Bao nhiêu? 14.6. Kéo hết đi, kéo hết đi. 14.6. Rồi anh mua cả hàng xóm nữa để làm cái ngõ để đi vào các bạn. Ngõ này. Rồi ok. 24.5 được. Giờ mình đi về đằng kia để đo ấy, chiều đấy. Anh về góc này, đi đây, về góc này. Mình về đằng ngoài kia. Đây là cái khu vực cửa ruộng khoai này thì anh mua cái ruộng khoai này. Đất ruộng các bạn nhé. Gian nhà hơn 500m² để xây nhà vườn các bạn nhé. Bên kia có nhà hàng xóm mới xây xong các bạn nhé. Đấy, bằng mái tôn. Bao nhiêu Bình? 23. À? Ok. Không mua được cái ngõ bên kia rồi nên là xây nhà. Nếu không mua được thì cháu không có. Dài bao nhiêu Bình? 24.4 à? Rồi. 24m. Anh Thanh chạy ra góc đằng kia vào đến cái bức tường như. Cho làm nhà nhỏ mà. Ở cho 24m. Thì... nghĩa là nó ở nó đầy đủ, nó sạch sẽ là được. Không xây biệt thự đâu. Bây giờ thì nhà cấp 4 thôi. Xây nhà cấp 4. 24. Này vuông vắn cũng đẹp. Chạm đấy xem là bao nhiêu.
Được bao nhiêu? 19, 19 đây này là 19, 19 mét rưỡi. 19 mét rưỡi. 2, 4. Thế là kia là 6 mét. 6 mét ra sân nữa. Hai tư mới 19,5 mét đúng không? Nghĩa là thao hồ 24,4, 19,5 mét. Và đơn vị tôi đang khảo sát hiện trạng đất cho nhà anh nha. Đây, điền. 1983 ở Nam Định các bạn nhé. Công trình đơn vị tôi đang khảo sát hiện trạng đất. Anh tên gì? Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này nhé. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Đơn vị tôi vừa bay trên cao, vừa phải đo đạt lại để cho nó chính xác các bạn nhé. Cái khu vực ruộng khoai anh mua là hơn 500 m², một chiều là 23 m, một chiều là 24. Ok, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Chúc các bạn nhiều thành công trong cuộc sống. Sáng này không nhìn đâu. Nhìn rõ ấy. À, nhìn rõ. Vâng. Quay lên nhìn nó cái đây, nhìn này nó ra thôi. Tổng thể đây đúng không, ngõ bên bên kia đúng không? Cái đoạn này nó hơi bị lõm vào, hơi bị nổi ra một tí rồi ra này, xong rồi đặt nhà vào đúng vị trí này. Đấy, cái ngõ này của mình thôi, béo quá. Nó chạy ở đây xong nó lại dích ra mất một tí nó chạy ra. Đấy, cái ngõ, toàn bộ ngõ đấy đây đúng không? Đúng rồi, đường đấy, đi sang đường bên này. Rồi nhà mình đặt cái góc này hướng nhìn ra đây. Rồi nhìn dưới này nó vuông, nhìn đây nó ra. Nhìn dưới này thì nó vuông mà lên thì rồi. Đấy này, về chụp cái anh em nó cho nhà vào đúng vị trí cái nhìn nó ra. Rồi, chú thấy đất đẹp không vướng gì. Mỗi cái nhà kia tí nữa mình phải đo lại cái vị trí để sau này nhớ quay cửa mà nó vào đúng cái nhà của cái nhà ống kìa. Tí sức mà nhảy lại đo lại cái đoạn từ đâu kia cái nhà. Sợ thế khi mình mở cửa chính vào cái chỗ cái nhà ống. Ừ. Có nhìn thấy không? Em nhìn nó mờ mờ. À đây đang nắng mặt trời đang nắng. Tít trên kia mất tích rồi. Tít tít hãy đi đi gầu như bé. Mình sẽ là một anh ấy mua miếng đất bên này ở đấy phía bên đấy rồi chụp anh chụp rồi quẩy rõ vậy. Yeah. Quẩy nét xuống. Lặng. À, kia.
landing. Bạn quan sát bờ biển Quất Lâm nhé. Quất Lâm này sóng đánh rất mạnh, dạt cả trên bờ luôn. Đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thì thiết kế cho một khách hàng đặc biệt ở Quất Lâm. Chúng tôi đang đi dạo quanh bãi biển Quất Lâm cho các bạn quan sát. Sóng này rất là cao, các cái ngọn sóng đánh lên tận bờ, nước tràn lên đường luôn các bạn. Và xung quanh thì đây là khu vực các cái nhà hàng rất là thô sơ các bạn, nhìn rất là lụp sụp. Những bạn nào ở Quất Lâm mà cần tư vấn thiết kế nhà, xây dựng những căn nhà mới thì hãy liên hệ ngay với đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green theo số hotline 0386325566 các bạn nhé. Trong mỗi hành trình thì đơn vị chúng tôi sẽ review cho các bạn xem những hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Các cái đợt sóng đánh giật bờ. Rồi đi hết một vòng Quất Lâm. Cứ đi thẳng kia, lượn hết đi một vòng sóng biển Quất Lâm. Đến nơi kia là rừng phi lao rồi, đúng mùa đông này không ai ra tắm biển. Chạy đến rừng phi lao kia, cứ chạy đi, chạy một đoạn ven biển đi về ăn cơm đợi khách. Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Hiện tại thì đơn vị chúng tôi đang ở bãi biển Quất Lâm, Nam Định các bạn nhé. Đây là chúng tôi đang ở bãi biển, ở khu vực các con thuyền đang neo đậu. Các bạn nhìn đây là thuyền của các cư dân đánh bắt cá. Sau mỗi một đợt ra khơi thì các con thuyền lại neo đậu ở khu vực bến bãi này các bạn nhé. Một vùng đất và những cái con sóng gió đánh vào bờ tạo ra một cảm giác rất là thanh bình trên mảnh đất quê hương Việt Nam các bạn nhé, tại đất hình chữ S. Hết bãi biển, xung quanh là các cái rừng phi lao, các bạn nhìn thấy cuộc phi lao gần bờ. Ở đây là cái phần thuyền neo đậu, và mỗi con thuyền sẽ có những cái lá cờ tổ quốc tung bay, có các thuyền thì lá cờ đã để trên dưới. Rồi, các bạn quan sát. Bây giờ mời các bạn cùng tôi sẽ ra sát cái khu vực bờ biển để chúng ta sẽ ngắm vùng biển này rất là hoang sơ các bạn nhé. Đây là khu vực thuyền trài này. Xa xa chúng ta đã nhìn thấy những con thuyền của các cư dân đánh bắt cá, và các bạn có thể nhìn thấy các cái con còng nó chạy
ở trên bãi biển, nó trông thấy người nó chạy rất là nhanh. Tôi đang di chuyển ra cái phần bãi cát rất là phẳng đi. Con sóng đấm dập vào bờ, từng lớp 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 các con sóng đánh vào bờ. Đây là cái các cái con thuyền tôi vừa đi di chuyển. Quan đậm nét của vùng biển các bạn nhé, rất là đậm nét. Trong cái vùng vùng xa xa là cái chòi canh nuôi hải sản các bạn. Rồi sẽ đi quay một vòng các bạn. Phía này bãi biển nhìn xa tít và các khu vực rừng phi lao. Không gian biển rất là trong lành các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ ra những không gian yên tĩnh như này thì các bạn sẽ có những cái trải nghiệm thú vị về các vùng đất và con người nơi đây các bạn nhé. Rồi hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.